bạn Huyền Trang. Đây con xin trân trọng kính mời Đức Cha tiến lên trên sân khấu để chúng con có lời chúc tết Đức Cha. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng. Con xin giới thiệu cha trưởng ban dành riêng cho quý cha và anh chị em có lời chúc tết tới Đức Cha. Kính Đức Cha Vinh Sơn, bề trên giáo phận Hải Phòng. Kính thưa quý cha giám đốc, quý cha quản lý, cha thư ký, quý cha trong ban điều hành, quý cha đặc trách và phó đặc trách các giáo phận. Kính thưa quý chức đại diện cho ban chánh chương, ban hành giáo và đại diện cho tổ đoàn tông đồ giáo dân. Hôm nay ban giáo dân chúng con thay mặt cho cộng đoàn dân Chúa, các giáo xứ trong giáo phận, gồm quý cha trong ban điều hành, quý cha đặc trách, phó đặc trách các giáo hạt và đại diện cho ban hội đồng mục vụ các giáo xứ trong giáo phận, quy tụ bên Đức Cha, cùng Đức Cha tạ ơn Thiên Chúa trong ngày Tết đến xuân về. Trước tiên, chúng con cùng với mẹ Maria để tạ ơn Thiên Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Và Thánh Phaolô cũng khuyên nhủ chúng ta cũng hãy tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh vì đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Giêsu Kitô. Đây là những câu kinh thánh mà chúng ta có thể ngợi để cùng tạ ơn Thiên Chúa trong ngày cuối năm này. Trọng kính Đức Cha Vinh Sơn, trong tâm tình con thảo, chúng con chân thành cảm ơn Đức Cha. Trong năm qua, Đức Cha đã đem lời Chúa gieo rắc và thấm nhuận mọi nơi trên mảnh đất giáo phận Hải Phòng thân yêu. Cách riêng, Đức Cha rất quan tâm đồng hành với ban giáo dân, tức là ban hội đồng mục vụ các giáo xứ của giáo phận. Xin Đức Cha đón nhận lời chúng con lời cảm ơn, lời tạ ơn, và xin Đức Cha tiếp tục đồng hành dạy dỗ chúng con. Chúng con cảm ơn cha giám đốc, cha quản lý, quý cha đã đồng hành với chúng con, nhất là các cha đã thưởng huấn cho hội đồng mục vụ chúng con. Chúng con cũng cảm ơn các cha trưởng phó đặc trách các giáo hạt, đặc biệt là các giáo hạt đã tổ chức thưởng huấn như giáo hạt Nam Nam được tổ chức tại giáo xứ Đồng Xuyên, hạt Hòn Gai được tổ chức tại giáo xứ Hà Khẩu và hạt Hải Dương được tổ chức tại giáo xứ Đồng Xá. Quý cha và giáo xứ đã quảng đạt ủng hộ cả về tinh thần và vật chất. Năm tới, ban giáo dân chúng con lại đi thưởng huấn tại cho các giáo xứ, cho hội đồng mục vụ các giáo xứ của các giáo hạt còn lại như giáo hạt Chính Tòa, giáo hạt Kẻ Sật và giáo hạt Bảo Khê. Kính thưa quý chức đại diện cho hội đồng mục vụ các giáo xứ, hôm nay quý chức là đối tượng trọng tâm cho ngày tất niên này. Quý chức như là cánh tay phải, cánh tay trái của cha xứ, của giáo xứ, và là nhân tố rất quan trọng trong giáo xứ, giáo họ và các hội đoàn. Xin cảm ơn quý chức và gia đình đã quảng đại đồng hành tham gia xây dựng giáo xứ, giáo họ và hội đoàn để thăng tiến giáo phận trong nhiều năm qua. Xin quý vị tiếp tục tham gia đồng hành với giáo hội như lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặc biệt như thư kêu mời của Đức Cha Vinh Sơn về trên giáo phận cho đường hướng năm mục vụ
năm 2024, tham gia thúc đẩy, tham gia vào đời sống giáo hội. Đây là lời mời gọi của Đức Cha đối với tất cả chúng ta. Xin quý vị nhiệt tình tham gia và công tác vào các công việc tông đồ để xây dựng giáo xứ, giáo phận mỗi ngày một thăng tiến hơn. Vâng, chỉ còn ít ngày nữa năm cũ gần khép lại, mở ra một năm mới đầy hy vọng. Con xin mượn Thánh Bình 65 câu 12 như là lời cầu nguyện và lời chúc tới Đức Cha, quý Đức Bậc và quý chức cộng đoàn. Bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mỏng mỡ ngập tràn lối đi. Trọng kính Đức Cha Vinh Sơn, hòa chung trong niềm vui chuẩn bị đón mừng năm mới. Năm Giáp Thìn, chúng con kính chúc Đức Cha dồi dào sức khỏe, niềm vui phục vụ và tràn ơn của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đồng cảm hôm nay còn đã và gói gọn trong tâm tình ấy, chúng con có món quà nho nhỏ để dâng lên Đức Cha, xin Đức Cha đón nhận trong ngày Tết sắp đến này. Xin mời. Kính thưa quý hội đồng mục vụ 120 giáo xứ của giáo phận Hải Phòng đang hiện diện trong buổi gặp gỡ tất niên và chuẩn bị đón mừng năm mới Xuân Giáp Thìn 2024. Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho Đức Cha vừa tròn 30 năm linh mục, 16 tháng 9 năm 1993, 16 tháng 9 2023. Và sắp tới kỷ niệm tròn 15 năm giám mục của Đức Cha, ngày 12 tháng 5 năm 2009, 12 tháng 5 năm 2024. Trong bầu không khí vui tươi của dân tộc Việt Nam, chuẩn bị đón mừng xuân mới Giáp Thìn 2024, con là thành phần trong ban giáo dân của giáo phận Hải Phòng, xin được đại diện cho tất cả quý vị giáo chức trong toàn giáo phận, xin có con vài bài thơ để chúc mừng Đức Cha. Chúng con xin cảm tạ hồng ân, năm cũ sắp qua, Tết đến gần. Chúng con dâng lời tri ân Chúa, cùng nhau hoan hỷ đón Chúa xuân. Năm mới Giáp Thìn sắp về đây, chúng con tất cả cùng sum vầy kính chúc Đức Cha sang năm mới, một năm ơn Chúa xuống dư đầy. Kính chúc Đức Cha được bình an, sức khỏe dồi dào ơn Chúa ban, Thánh Linh soi sáng trí hiểu biết, an bình hạnh phúc đến trăm năm. 30 năm linh mục vừa qua, vượt muôn đồi núi ngàn trùng xa, 10 năm giám mục sắp đến, cuộc đời mục tử nở ngàn hoa. Kính chúc Đức Cha thật khôn ngoan, dẫn dắt giáo phận vững vàng đến bến bình an và hạnh phúc, con đường thăng tiến rộng thênh thang. Và xin chúc mừng. Giờ đây chúng mời Đức Cha sẽ ban những lời hướng từ cho chúng con. Mời cộng đoàn chúng ta ngồi. Kính Cha trưởng ban của vụ giáo dân giáo phận Hải Phòng, kính thưa quý cha đặc trách ở các giáo hạt, quý cha
Vì tôi xin ăn với chủ sinh, quý ông bà chấn trưa, quý ban thần giáo và quý ông bà đại diện các hội đoàn trong giáo phận Hải Phòng thân mến. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn ban mục vụ giáo dân đã tổ chức cái ngày họp mặt cuối năm với ban thần giáo chấn trưa, chức viện và đoàn thể của giáo phận trong ngày hôm nay. Và thứ hai, cảm ơn tất cả quý vị đã quảng đại lắng nghe lời mời gọi của ban giáo dân để dẫn cho trời mưa gió lạnh lẽo, quý vị cũng về đây đúng giờ để gặp gỡ với nhau. Anh chị em biết, cả một cái giáo phận của mình, nó không phải là cái sân vườn, không phải là cái sân nhà. Nó rộng, gồm 3 tỉnh và 2 huyện, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và 2 huyện của tỉnh Trung Yên, với 140.000 giáo viên, 110 giáo xứ, trước đây là 98, hôm vừa rồi mới nâng lên 12 là 110. Và tính các nhà thờ trong giáo xứ, giáo họ của cả giáo phận Hải Phòng là 320 cái nhà thờ. Cái nhà thờ ít nhất là có 4 người ở chung quanh, và nhà thờ đông thì ở Yên Trì là 11.000 giáo dân. Anh chị em thấy, để lái một cái chiếc thuyền nó lớn như thế, nó chở đông người như thế, thì một cái người tài công mà thôi không đủ khả năng để lái chiếc thuyền đi. Vì thế, để chăm sóc mục vụ cho cả giáo phận Hải Phòng thì tôi phải cần rất nhiều người công tác. Trước hết là các linh mục trong linh mục đoàn, các cha xứ, các cha phụ tá, các cha chuyên môn, là những người cùng chia sẻ với tôi không những là trách nhiệm chăm sóc mà cái khao khát phục vụ cho dân Chúa. Làm thế nào để cho từng người trong cộng đoàn dân Chúa của giáo phận Hải Phòng được hướng dẫn, được đồng hành để có thể sống đức tin và các tốt đẹp nhân. Bên cạnh các linh mục, chúng ta còn có các tu sĩ nam nữ, những người đã cống hiến cả cuộc đời và toàn thời gian vào trong công việc phục vụ dân Chúa và phục vụ dân Chúa. Quý vị thấy, các nữ tu chỉ có ngày Chủ nhật mới đến để dạy giáo lý, nhưng mà hàng ngày trong cái việc mà nuôi dạy các em nhà trẻ, giáo dục các em từ nhỏ đã có thể sống theo những điều mà Chúa dạy bảo, thì trong cái việc giáo dục con người đó nó rất là quan trọng. Người ta bảo dạy con từ thuở còn thơ, còn dạy chồng thì từ thuở bơ vơ mới về. Cho nên cái giai đoạn đầu đời nó rất là quan trọng. Và cái kinh nghiệm của tôi khi tôi sống ở Đắk Lắk là anh chị em biết cái hoàn cảnh của cái vùng tôi đi nó khó khăn vô cùng. Và nhất là người ta kỳ thị cái sinh hoạt của người công giáo, nhất là người ta sợ ảnh hưởng của công giáo lên giáo mục. Cho nên khi mà các sơ xin được mở các nhà trẻ nó khó khăn lắm, mà ngay cả khi chưa được chính thức mà cấp giấy phép sinh hoạt thì những người cán bộ, đặc biệt là công an, họ cũng tìm cách gửi con vào nhà các sư. Và họ nói, tôi không biết là các sư dạy như thế nào, nhưng mà tôi muốn tiêu chuẩn của con tôi mỗi ngày uống một hộp sữa thì nó uống hết một hộp sữa. Và khi mà con cái nó về, ngay cả bố nó là giám đốc công an thì các cái ăn nó nói bố sao bố chưa làm dấu. Cho nên tôi thấy cái vai trò của các sư trong các nhà trẻ rất là quan trọng. Rồi cái sự hiện diện nữa, rồi cái sự thăm viếng,
rồi việc dạy giáo lý, việc chăm sóc cho cái ngôi thánh đường trong cái buổi sinh hoạt buôn buôn. Cho nên từ linh mục đoàn đến tu sĩ đoàn làm nên những cái mạng nối kết với giám mục giám phận. Thế nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để có thể chăm sóc cho dân Chúa một cách tốt đẹp, thì chúng ta cần thêm rất nhiều người công tác. Đó chính là thí chức trong các ban chánh trương, trong các ban hành giáo và trong các đoàn thể. Cho nên vì thế mà tôi ao ước làm thế nào từ linh mục đoàn, tu sĩ đoàn đến ban chánh trương, ban hành giáo, chức việc trong các cái giáo xứ, giáo họ, chúng ta làm thành một cái gia đình, một cái cơ thể riêng. Để làm gì? Để chúng ta cùng với nhau không những vừa chia sẻ cái thao thức mục vụ, mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau cái phương pháp làm việc, và đặc biệt là giữ được cái tinh thần hiệp thông, hiệp hành ở trong giáo vụ của Chúa. Khi tôi bảo ban thuần thì cái điều đầu tiên của tôi là tôi ao ước làm thế nào để những người dân Chúa trong ban thuần cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong giáo phận ban thuần, được các linh mục quan tâm, các linh mục chăm sóc, và nhất là những người nghèo được chăm sóc. Trên bây giờ thì tôi về Hải Phòng thì đây là gia đình của tôi, và tôi cũng ao ước làm thế nào để từng người giáo dân trong giáo phận Hải Phòng được chăm sóc một cách tốt đẹp, để chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta được đức tin hướng dẫn, được giáo hội nâng đỡ, để cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dẫu khó khăn đến đâu đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn bám chắc vào Chúa và cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong lòng giáo hội. Tôi nói đó là cái điều thao thức của tôi, cái điều ước mong của tôi. Anh chị em, quý ông bà có chia sẻ với tôi điều đó không? Có không? Tất cả quý ông bà và anh chị em, chúng ta cố gắng làm thế nào để cho từng người giáo dân trong giáo phận Hải Phòng cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong gia đình giáo phận Hải Phòng. Và để có thể mà người giáo dân được sống hạnh phúc, thì trước hết trong quản sứ phải là người yêu mến, lắng nghe và tôn trọng người giáo dân của mình. Dẫu cho tôi đau yếu, tôi không đi lễ hàng ngày, không đi lễ hàng tuần nữa, nhưng mà mỗi tuần khi cha đến thăm, hoặc cha đem mình, hoặc một vị thừa tác viên được cha phái đến để đưa mình thánh Chúa cho những người không được tham dự thánh lễ hàng tuần, nó đem lại cái sự an ủi. Khi gia đình tôi có những chuyện mà tôi không giải quyết được, bố con không hiểu nhau, vợ chồng không hiểu nhau, tôi tìm đến với cha xứ, thì nhà xứ phải luôn mở rộng cửa để tôi tiếp. Và ai là người có thể nghe tôi chia sẻ tâm sự, cho tôi thấy được cái ý muốn của Chúa như thế nào, nếu không phải là cái người mục tử của tôi? Cho nên tôi ao ước là các cha xứ yêu thương và chăm sóc cho từng người giáo xứ. Và rồi để công tác với cha xứ ở trong giáo xứ giáo họ là ai? Là quý ông bà và anh chị em. Anh chị em là những ông bà trong ban chánh trương, trong ban hội đồng mục vụ. Anh chị em cũng phải chia sẻ cái thao thức mục vụ của giám mục của anh chị em. Ví dụ hôm nào cái phiên của anh em trực ở nước xứ chẳng hạn, mà có một người giáo dân đến để tìm muốn gặp chế xứ, anh chị em biết đâu ai rảnh mà vô chơi, thấy không? Họ đến gặp chế xứ không phải để chơi, để đối láo, nhưng mà họ có việc cần. Thế thì nếu anh chị em là người trực ở trong ngày hôm đó,
thì anh chị em nói chuyện một cách lịch sự nhã nhặn. Ông muốn gặp cho sứ có việc gì và mình thấy đấy là việc cần thiết thì mình sẵn sàng mình mời cho sứ. Còn nếu hôm đó phiên mình trực, bà cụ già mới xin gặp cha xứ, thôi cha xứ ngủ rồi đi mẹ. Chỉ một cái câu nói làm cho một bà cụ cảm thấy không muốn bước đến nhà xứ nữa. Hoặc là một anh thanh niên, anh cần gặp cha xứ để anh trao đổi công việc ngay đó, thì đáng lẽ nếu mà cha xứ không có nhà, mình nói nhẹ nhàng bởi vì anh không báo trước. Trên hôm nay cha xứ đi vắng, trên hôm nào anh quay trở lại thì người ta cảm thấy nó vui. Còn hôm đó mình trực mà mình cũng hơi khó chịu với cha xứ, rồi hôm nay mình tới thì ông đi nhậu rồi, anh em thấy không? Chỉ có một câu nói mình nhiều khi làm cho người ta cảm thấy rất là sốc. Cho nên tôi rất ao ước là quý chức trong ban hành giáo, ban chánh hương, các đoàn thể cùng chia sẻ cái ưu tư mục vụ của tôi trong toàn thể giáo phận. Anh chị em có đồng ý với tôi không? Mà để có thể cùng làm việc chung với nhau thì anh chị em biết chúng ta phải chia sẻ cùng một cái đường hướng mục vụ, và chúng ta cũng cùng chia sẻ một cái phương pháp mục vụ. Và để như thế thì chúng ta phải thường xuyên gặp gỡ nhau. Các linh mục thì ít nhất 1-2 tháng thì tôi có dịp gặp các ngài trong cái ngày thường huấn hoặc là trong cái buổi họp mặt hàng tháng. Nhưng mà anh chị em trong ban hành giáo thì tôi chỉ gặp anh chị em vào trong cái ngày thường huấn ở giáo hạt. Và như đây tôi hy vọng là còn có thể gặp nhau vào cái ngày họp mặt tất niên. Cho nên ít nhất một năm tôi có 2 dịp để gặp gỡ ban hành giáo, ban chánh rương của cả giáo phận của mình, để có thể chia sẻ cái thao thức mục vụ và phương pháp làm việc. Thế thì có một cái điều mà tôi các anh chị em, để về cái phương pháp làm việc trong tinh thần hiệp thông và hiệp hành, đó là tôi xin lỗi quý vị, nếu mà tôi nói quý vị cảm thấy khó nghe đó thì tôi xin lỗi nhé. Nhưng mà tôi về đây mới có gần 2 năm thôi, thì chung chung mỗi lần tôi về các giáo xứ thì tôi thấy bà con giáo nhân mình rất là dễ thương, vừa sống đạo vừa cộng tác với cha xứ mà vừa chia sẻ với cha xứ, rất là tốt đấy. Nhưng mà thỉnh thoảng thì tôi có gặp có được những cái lá thư của bà con gửi cho tôi, hoặc là có những người đến gặp tôi để trao đổi điều này điều đó, thì tôi thấy có một cái điều là khi có những anh chị em ở trong ban chánh trương hoặc ban hành giáo mà không đồng ý với cha xứ, không vừa ý với cha xứ, thì trong khi nói chuyện với tôi thì kể toàn chuyện xấu không à, đưa ra cái lỗi ngày này ngày nọ ghi hết. Và khi tôi trao đổi như thế thì tôi đồng ý là với cái nhận xét của ông như thế này thì ngài có những điểm để cho tôi nhắc nhở. Nhưng mà theo ông cụ thấy, từ khi ngài về giáo xứ đến giờ, ngài có cái điều gì tốt không? Ông cụ nói con thấy chả có cái gì tốt. Thế nên nếu vậy thì tôi xin lỗi ông cụ, không phải là ông cha nó sai. Cái linh mục mà không có điều gì tốt thì không phải là linh mục nó sai, mà chúng tôi sai, giáo hội sai. Với một người như thế mà lại đào tạo để phong chức linh mục, để gửi đi làm quản sứ, thì giáo hội này là sai. Thì ông nói không, giáo hội không sai mà cho các cháu, chứ còn ông cha rất không tốt. Thế thì tôi gặp một vài trường hợp như thế thì tôi mới suy nghĩ, tại sao
mà với một người dân thân cả cuộc đời để phục vụ cho anh chị em, thì có những người anh chị em khen hết lời, cái gì cha đó cũng tuyệt, cái gì cha đó cũng tuyệt, mà với cha khác thì cái gì cũng xấu, cái gì cũng xấu. Thì theo quý ông bà và anh chị em, nó do cái gì? Các bà anh chị em mắc nước chúng tôi, bởi vì tôi thao thức làm thế nào để cho cái người tín hữu được sống hạnh phúc. Và nhất là các ông trưởng, các ông trong ban chánh truyền sống hạnh phúc để làm việc với trái xứ. Thì các bà có ý của tôi coi, nó do cái gì? Thế thì tôi suy nghĩ, tôi đã không biết có phải là vì chúng ta sống ở những cái chế độ xã hội chủ nghĩa lâu lắm, và chúng ta quen với cái cách phân biệt được ta. Cái gì của ta cũng là tốt, cái gì của địch cũng là xấu. Và đôi khi chúng ta bị cái dư luận nó định hướng, mình chưa biết cái thằng đó là cái gì thế nào mà nghe người ta bảo cái thằng nó xấu là mình tin là nó xấu. Mình nghe cái ông lớn tuổi ông bảo cái ông cha này không được thì mình nghĩ là không được. Cho nên tôi không biết có phải là do chúng ta quan niệm cái địch và ta. Cho nên ai mà chúng ta có cảm tình thì quả ấu cũng tròn, mà ai mà chúng ta không có cảm tình thì cái quả bồ hòn cũng méo chắc. Cho nên tôi nghĩ để có thể làm việc chung với nhau thì chúng ta quý ông bà anh chị em trong các ban chánh trương, ban hành giáo, những người phụ trách các đoàn thể, gợi ý là chúng ta cố gắng vượt lên trên cái quan niệm địch ta để mà đón nhận nhau như là một cái hồng ân, một món quà Chúa gửi đến. Khi tôi về Ban Mỹ Thuật, đang về Hải Phòng, thì các đức cha hỏi tôi, sao đức cha Minh Sơn về Hải Phòng như thế nào? Tôi nói dạ tốt, bà con rất là tốt. Thì các ngài nói là nghe khó mà. Thì tôi nói, ủa, có chỗ nào mà dễ đâu? Mình là trong cái cơ thể mầu nhiệm của giáo vụ, cho nên dẫu cho ở giáo phận này cũng là thân thể của Đức Kitô, ở giáo phận khác mình về phục vụ cũng là thân thể của Đức Kitô, cũng đều là có đàn chiên của Chúa, là anh em của mình. Cho nên tôi không có phân định đây là tốt hay xấu, nhưng mà tôi nói đây là một cái món quà Chúa gửi đến, một cái hồng ân, một cái hồng ân Chúa ban. Thì không phải là nó tốt hay nó xấu, nhưng mà mình sử dụng cái hồng ân như thế nào thì nó tốt, mà mình sử dụng cái hồng ân như thế nào thì nó không tốt. Cho nên nếu một linh mục được giải phục bổ nhiệm về một giáo xứ thì mình đừng để cho cái dư luận chung quanh nó ảnh hưởng trên mình. Ví dụ có những giáo xứ mà đi đâu phàn nàn, mà bây giờ mình được sai về đó mà mình cũng phàn nàn thì làm sao mình có thể yêu thương? Khi mình được sai về một giáo xứ thì mình biết đây là đàn chiên Chúa trao cho mình, và mình phải nên một với đàn chiên đó. Cho nên những cái điều mà tốt trong giáo xứ mình cảm ơn Chúa và mình phát huy, còn cái điều gì mình thấy chưa được thì mình cố gắng củng cố một cách nhẹ nhàng và âm thầm. Và tôi nghĩ khi một người mục tử mà yêu mến anh chị em trong giáo xứ, biết kính trọng người lớn, biết yêu thương người trẻ, thì tôi tin là người ta sẽ đón nhận anh em như là những người mục tử của họ. Và cái người giáo nhân cũng vậy, có thể là ông cha trước ông giỏi, có thể là ông cha trước ông quan hệ ngoại giao nhiều, mà ông cha này còn trẻ quá ông không bằng. Nhưng mà cái mà tôi cần là cái người mục tử,
là cái người yêu thương tôi và là người của Chúa, của giáo hội. Thế thì nếu mà Ngài còn trẻ thì mình cộng tác với Ngài qua một vài năm thì Ngài cũng trưởng thành, Ngài cũng lớn đấy. Anh chị em hiểu không? Đó, cho nên tôi nghĩ cái điều mà chúng ta cần để làm việc chung với nhau là đón nhận nhau. Và khi đón nhận nhau như thế, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta cộng tác với nhau, thì khi cần góp ý cái điều gì thì người kia cũng dễ mà chấp nhận. Và khi giữa cha xứ và anh chị em trong ban hành giáo hiểu nhau, nói mà hiểu nhau, mà yêu thương nhau, thì tôi nghĩ cái cộng đoàn giáo xứ giáo họ và cả giáo phận chúng ta sẽ được sinh hoạt tôn giáo của ta tốt đẹp. Tôi nói thế các bà có đồng ý không? Cái điểm thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em về một cái vấn đề mà anh chị em đã nghe nhưng mà nhiều khi không biết rõ như thế nào, đó là về việc Đức Thánh Cha có thể đến thăm Việt Nam hay không. Anh chị em nghe cái đó chưa? Anh chị em biết rõ chưa? Anh chị em biết là cái tháng 7 vừa rồi thì Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong cái chuyến đi công tác ở các nước châu Âu thì có ghé thăm nước Ý, và trong chuyến đó thì Ngài Chủ tịch được thăm và diện kiến với Đức Thánh Cha Francisco. Và trong cái buổi mà gặp gỡ nói chuyện thì Ngài không ngờ là Đức Thánh Cha rất là cởi mở và dễ thương như thế. Cho nên khi mà gặp Đức Thánh Cha xong, khi Ngài về Việt Nam là Ngài gặp ngay Hội đồng Giáo hội Việt Nam để chia sẻ những cái điều mà Ngài cảm nhận được, Ngài gặp gỡ trong cái chuyến đi vừa rồi. Và sau đó thì Ngài mới viết một cái lá thư với tính cách cá nhân cho Đức Thánh Cha và mời Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam. Thế nhưng mà làm sao mà Đức Thánh Cha đến thăm với tính cách lời mời cá nhân nữa? Cho nên vì thế mà Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Mai, Chủ tịch Hội đồng Giáo hội Việt Nam, sau cái chuyến mà gặp gỡ với Ngài Chủ tịch nước thì Đức Cha Giuse Nguyễn Mai đã nhân danh Hội đồng Giáo hội Việt Nam viết một cái lá thư mời Đức Thánh Cha sang thăm Giáo hội Việt Nam. Thế thì đến cái tháng 12 vừa rồi là sau khi ông Tập Cận Bình mà ông đến thăm Việt Nam thì Chủ tịch nước đã gửi một cái lá thư trực tiếp đến Cha, và Ngài ao ước với tư cách là Chủ tịch nước đứng đầu của nhà nước Việt Nam, ao ước mời Đức Thánh Cha qua thăm Việt Nam. Thế thì hôm ngày 13 tháng Giêng vừa rồi thì hình như là theo lệnh của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đã cử một phái đoàn, trong đó cái người đứng đầu là ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương và là trưởng ban đối ngoại của Trung ương Đảng, đã qua bên Roma và gặp Đức Tổng Giám mục Gallagher là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của thời Thánh, Đức Hồng Y Parolin là Quốc vụ khanh Tòa Thánh và gặp luôn của Đức Thánh Cha luôn, để mà có một cái thời điểm rõ ràng cho chuyến thăm Việt Nam của Đức Thánh Cha. Thế thì ở bên Tòa Thánh trả lời là để Đức Thánh Cha có thể qua thăm thì nó có cái tiến trình. Cho nên vì thế vào tháng 4 năm 2024 thì Đức Tổng Giám mục Gallagher sẽ qua thăm Giáo hội Việt Nam trước. Ngày thăm ba cái tổng giáo phận Hà Nội, Huế và Sài Gòn, rồi ngày gặp Hội đồng Giáo hội Việt Nam, rồi có lẽ khoảng tháng 10 thì Đức Hồng Y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh sẽ qua thăm Việt Nam. Và hy vọng là đến năm 2025 thì Đức Thánh Cha có thể qua thăm Việt Nam. Nhưng mà Đức Thánh Cha thì có lẽ Ngài cũng biết là cái của Ngài nó yếu, cho nên cái lúc mà Ngài trên chuyến bay ông cổ về Ý
thì phóng viên có hỏi ngài về cái di tích mà đi thăm Việt Nam, thì ngài nói hy vọng là Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 4 sẽ đi thăm, tức là nếu mà ngài không đi thì cái vị kế Giáo Hoàng kế tiếp sẽ đi. Nên về cái tình hình mà ban giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam thì tôi thấy càng ngày nó càng xích lại gần nhau và tin tưởng nhau hơn. Cho nên cuối tháng 12 vừa rồi thì Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marat Yerushki là đại diện Đức Thánh Cha thường trú ở tại Việt Nam, và ngày 31 tháng 1 này thì ngài sẽ chính thức đến nhận cái nhiệm sở ở tại Hà Nội. Trên anh chị em cầu nguyện để cho cái sự hiểu nhau và liên kết giữa Tòa Thánh với nhà nước Việt Nam nó mỗi ngày được tốt đẹp. Tại vì nếu mà chính quyền mà tạo những điều kiện thuận tiện thì anh chị em sống đạo nó cũng dễ, và các cái sức hoạt đạo của chúng ta cũng được cởi mở. Thì tôi ngồi tôi đặt vấn đề, tôi biết làm thế nào mà nhà nước thay đổi cái nhìn với giáo hội Việt Nam chúng ta như thế này. Các ông các bà lớn tuổi thì cứ nghĩ cách đây 30 năm đã, cách đây 30 năm làm sao mà chúng ta dám nghĩ đến cái chuyện mà bí thư chủ tịch nước Việt Nam là đi qua thăm Đức Giáo Hoàng, và làm sao mà có chuyện mà mời Đức Giáo Hoàng qua thăm Việt Nam. Hồi xưa có đó, nhưng mà dần dần cho đến lúc này thì cái nhìn của nhà nước về giáo hội Việt Nam rất là tích cực. Bởi vì chính các công an anh nói với tôi, anh đến nơi nào mà có một giáo xứ mà sinh hoạt cho tốt đẹp thì cái đời sống an sinh xã hội, an ninh trật tự chỗ đó hạnh phúc. Cho nên là chúng tôi rất tin tưởng vào các cộng đoàn công giáo. Trước khi tôi ở trong Đắk Lắk, mỗi lần mà công an từ ở trên bộ có những cái cuộc thi công an toàn quốc về an ninh trật tự thì mấy anh Tường đến xin tôi để thực hiện cái cuộc cái chiến dịch đó ở trong những cái giáo xứ của mình. Thì tôi hỏi, ủa chứ tại sao không tổ chức những cái chỗ tội phạm nhiều để cho nó bớt tội phạm mà tổ chức ở trong các cái giáo xứ như thế? Ông nên tổ chức ở các giáo xứ mình nề nếp chứ, cái còn ở những chỗ khác làm sao mà nề nếp được. Cho nên anh chị em thấy chính quyền mà thay đổi cái gì với giáo hội công giáo Việt Nam là nhờ đó, có phải là nhờ cái tài ngoại giao của Tòa Thánh Vatican không? Không đâu, nhờ anh chị em, nhờ cái người tín hữu Việt Nam bao nhiêu năm nay dẫu cho có bị người ta nghi kỵ, dẫu cho có bị người ta nói xấu thì chúng ta vẫn theo lưu tâm, theo lời Chúa dạy và chúng ta sung túc. Chứ qua cái đời sống của người tín hữu Việt Nam, mình vừa yêu mến Chúa, vừa tôn trọng luật pháp của đất nước, vừa công tác để xây dựng đất nước, cho nên tạo cái niềm tin. Và tôi thấy cái kết quả ngày hôm nay giữa Tòa Thánh và nhà nước Việt Nam đó là cái hoa trái của bao nhiêu hy sinh của anh chị em tín hữu trong cả nước Việt Nam. Cho nên khi nói về cái điểm này thì tôi thấy có những điều mà chúng ta cần quan tâm một chút. Các bạn về chưa? Còn nghe được nữa không? Tức là có hai cái vấn đề mà tôi đã nói với các cha, bây giờ tôi nói lại với quý vị trong ban trật tự, ban hành giáo và các đoàn thể. Đó là về cái cử hành phục vụ. Thì chúng ta nhớ làm thế nào để khi chúng ta cử hành phục vụ từ thánh lễ cho đến chầu lượt, cho đến những cái buổi đọc kinh cầu nguyện, thì đó là cái lời cầu nguyện của dân Chúa dâng lên Thiên Chúa. Mà anh chị em biết cái lời cầu nguyện nó thánh thiêng
và nó cũng cần có cái bổ ý để người ta cầu nguyện. Tôi lấy ví dụ, hôm nào nhà anh sẽ đọc kinh mà nhà bên cạnh nó mở karaoke hát rầm 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 rầm, anh sẽ đọc kinh được không? Không được. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện nó cần có cái bổ ý phản ứng lại. Cho nên vì thế ở trong cái việc cử hành phục vụ của mình thì anh chị em thấy bên cạnh cái lời đọc kinh, bên cạnh thánh lễ, chúng ta có ca đoàn để hát những cái lời công nguyện, rồi những cái giáo xứ mà khá khá hơn thì chúng ta có đội kèn, rồi khá khá hơn có đội trống, thì đội kèn, đội trống, ca đoàn góp phần làm cho cái buổi cử hành phục vụ nó được long trọng và xuân sắc. Thế nhưng để có thể giữ được cái bầu khí long trọng và xuân sắc thì phải có một người ca trưởng để điều hành ba nhóm. Về âm nhạc này, lúc nào ca đoàn hát thì nhạc và trống phải yên lặng. Chứ nên khi ca đoàn hát mà trống đánh rầm rầm làm sao mà hát? Khi đội kèn mà cất lên thổi thì đội trống phải im lặng và ca đoàn phải im lặng để nghe tiếng đàn, bởi vì anh em mình tập cũng khổ cực lắm chứ. Và khi đội trống lên tiếng thì đội kèn và ca đoàn im lặng. Cho nên một trong ba cái ban đó cất tiếng thì hai ban kia im lặng thì mình mới có thể lắng nghe để mà cầu nguyện. Còn nếu cả ba cùng lên một lúc thì anh chị em nghe tiếng gì? Thì nghe tiếng trống thôi chứ không nghe tiếng gì cả, nó uổng đi. Cho nên cái quy định ở trong phục vụ là đội trống là đánh khi mà mình đón rước, hoặc là khi mình đi kiệu, đội kèn cũng thổi khi mình đi kiệu hoặc khi đón rước. Nhưng mà khi đã vào nhà thờ rồi thì đội kèn không thổi, đội trống không đánh nữa, để nhường cho ca đoàn hát. Cho nên anh chị em để ý khi cái đoàn rước của mình mà thánh giá hoặc là đoàn đồng tế tới ngay thiền đường nhà thờ thì đội trống im, đội kèn im không đánh nữa, và để cho ca đoàn hát ca nhập lễ. Anh chị em nhớ không? Và cái lúc rước lễ thì đội kèn có thể thổi, nhưng mà bởi vì lúc đó là lúc hiệp lễ, mình vừa rước Chúa vừa dọn lòng để kết hợp với Chúa, chứ nó cần có một bầu khí yên tĩnh. Chứ nếu mà đội kèn thổi lúc rước lễ thì chọn những bài hiệp lễ nhẹ nhàng và một vài cây kèn thổi để bà con nghe và có thể cầu trí để cầu nguyện. Chứ cái lúc rước lễ là không thổi những bài khi mình rước đánh trống rầm rầm, chứ mình vừa thưởng thức cái tiếng kèn mà vừa có thể im lặng để cầu nguyện với Chúa. Cho nên anh chị em nhớ, chúng ta cố gắng trong giáo phận của mình theo những cái hướng dẫn của phục vụ. Tôi thấy ở dưới Nam An thì các giáo xứ giữ cái này rất là tốt. Tôi đi một vài giáo xứ tôi thấy cũng tốt, chỉ còn lại một vài giáo xứ mà hình như cha xứ không có lắng nghe những cái buổi trình bày về thánh ca, cho nên chưa có áp dụng. Thì tôi nói để quý vị để ý, chúng ta nhớ là khi đoàn đồng tế đã rước tới tiền đường thì trống kèn im lặng để cho ca đoàn hát ca nhập lễ, và cái bài mà đội kèn thổi lúc rước lễ thì chọn những bài hiệp lễ nó nhẹ nhàng để cho bà con vừa cầu nguyện vừa thưởng thức âm nhạc nhé. Cái điểm thứ hai về phục vụ, nhắc cái điều này tôi đã nói với quý cha rồi, đó là trong cái phục vụ thắng thì chiều thứ năm cái bữa tiệc ly thì chúng ta thường có cái buổi làm phép chiên. Cái con chiên nó không thuộc về trong cử hành phục vụ của chiều thứ năm, nhưng mà bởi vì có nhiều nơi có truyền thống là
sau cái bữa lễ tiệc ly thì có cái con chiên chia ra để mỗi gia đình đem về để hiệp thông với nhau. Con chiên đó có thể là bằng nếp, có thể là con trù, hoặc là có thể con chó chẳng hạn, phải không? Có là con chó tức là có một cái con gì đó nó tượng trưng cho con chiên, và cái con chiên là để phục vụ cho cái bữa tiệc yêu thương sau thánh lễ, hoặc là chia phần để chúng ta đem về trong gia đình. Và vì thế anh chị em để ý, nếu mà giáo xứ nào mà có làm phép con chiên thì anh em để con chiên ở tại nhà xứ, và cha xứ làm phép con chiên xong rồi để con chiên ở đó cho người ta xẻ, người ta làm gì đó chuẩn bị cho sau thánh lễ, chứ không có rước con chiên vào trong nhà thờ. Có một vài nơi sau khi mà làm phép rước con chiên cả 1 cây số, 2 cây số, 3 cây số để con chiên lên kiệu mà rước như là rước Chúa, thì các đàn chị em thấy con chiên nó không phải là vật thắng, nó cũng không phải là các thắng. Trên khi mà chúng ta rước như thế là chúng ta tầm thường các thắng. Cho nên tôi thấy ví dụ như ở giáo xứ Chính Tòa, ở giáo xứ Trang Quan thì cha xứ làm phép chiên ở cái nhà phục vụ, rồi sau đó là đoàn đồng tế vào nhà thờ để dâng thánh lễ, và con chiên để ở nhà phục vụ, và có cái ban họ sẽ tiền chiên để chia nhau cách nào đó, đúng không chắc đó. Cho nên anh em nhớ là chúng ta không rước con chiên như là rước các chúa, các thánh và rước Chúa đâu nhé. Tôi thấy có đôi rước cũng như rước mẹ y chang, vừa đi kèm vừa rước, và như thế là anh em tầm thường quá cái sự cung kính Chúa và các thánh. Cho nên anh em cố gắng làm thế nào để chúng ta thống nhất với nhau về tự hành phục vụ. Tôi nói vậy anh chị em nghe có rõ không? Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ còn cái chuyện này thì nếu mà tôi nhắc á, mà ai thấy khó chịu thì hôm nay cũng là ngày cuối năm rồi, nếu mà có khó chịu với tôi á thì bỏ qua nhé. Đó là anh chị em biết sở dĩ mà cái tình hình ban giao giữa tòa thánh và nhà thờ nước Việt Nam, cũng như sự đối thoại chính quyền ở các cấp với tòa giáo mục, với các giáo xứ càng ngày càng tốt đẹp, càng tin tưởng và mong, là bởi vì chính quyền biết người Công giáo mình có tinh thần yêu mến Chúa và tuân thủ luật pháp rất là tốt. Anh chị em thấy cái ngày 11 tháng 6 ở trong Đắk Lắk là cái nhóm mà bạo loạn, là nó nổ súng ở 2 cái trụ sở xã Ê Lê Tu và Ê Đua đó, nó giết cả 90 mà hả? Nó bạo loạn ở Đắk Lắk thì ai cũng sợ. Nhưng mà đến ngày 14, tức là 3 ngày sau thì giáo phận tổ chức cái đại hội giới trẻ ở xã Đoài, cái địa điểm kia có khoảng 10 số, mà cái đàn của giới trẻ của mình quy tụ phải gần 3.000 thanh niên chứ. Cho nên vì thế chính quyền tỉnh Đắk Nông họ cũng nặng, họ nói bây giờ mới xảy ra cái bạo loạn ở Đắk Lắk mà bây giờ cho đại hội giới trẻ chỉ cắt có 70 cây số, lỡ có chuyện gì thì sao, cái đó cũng ngại chứ. Nhưng mà công an tỉnh họ đứng ra họ bảo rằng họ đến đây là của cái tổ chức của Công giáo chứ không phải là của các cái giáo phái khác, trên chúng tôi tin tưởng và chúng tôi bảo đảm với chính quyền, trên vì thế họ vẫn để cho chúng tôi tổ chức đại hội giới trẻ một cách tốt đẹp. Cho nên tôi thấy là người ta tin tưởng mình và mình cũng giữ luật và mình bảo vệ cho những người tin tưởng nữa. Thế thì tôi về đây á,
thì tôi thấy thỉnh thoảng mà tôi về thăm các giáo xứ thì có một vài giáo xứ đốt pháo, một vài giáo xứ đốt pháo, thì đối với người Bắc của mình thì đi pháo nó vui hả? Nhưng mà anh chị em để ý, từ cái ngày lễ Thánh Đa Minh năm 1994, tức là ngày 8 tháng 8 năm 1994, thì Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký cái chỉ thị 406 nghiêm cấm việc đốt pháo. Và trong cái chỉ thị đó ghi rõ, từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 tuyệt đối cấm không được sử dụng pháo nổ. Mở ngoặc đơn, ngoại trừ được phép sử dụng pháo hoa. Cho nên cái này nó là luật. Thế thì nếu mà ở cái địa phương nào mà chính quyền họ mà có vô tri, hoặc là nếu anh em đốt mà người ta không nói gì, không có nghĩa là tội pháp. Ở địa phương không nói gì, nhưng nếu có một ai mà nó quay cái cảnh giáo xứ của mình đốt pháo, nó livestream, nó đưa lên, thì nó mang tiếng cả cái cộng đoàn của mình. Và như thế nó rất khó xử cho chính quyền địa phương. Cho nên chúng ta, cái thứ nhất, chúng ta không gây khó khăn cho những người chính quyền địa phương có cảm tình và giúp đỡ chúng ta. Và cái thứ hai, chúng ta cũng không trao cho họ cái quyền mà đáng lý họ không có. Ví dụ mình giữ đúng luật, mình không đốt pháo, thì họ không có cái lý do gì để làm khó mình. Nhưng nếu khi mình lỗi luật, mình cho họ cái quyền bắt mình phải năn nỉ, anh em thấy không? Cũng giống như cái việc mà cấm lái xe khi đã uống rượu. Có những người bảo thuốc ly chứ mấy, đâu có sao, bình thường thuốc ở lít mà đây thuốc có ly. Nhưng mà bởi vì cái lợi ích chung, cho nên người ta cấm tuyệt đối. Và bây giờ anh chị em thấy coi, nếu anh chị em có quen đến có bao tử này, mà anh chị em thổi mà nồng độ cồn, mà anh chị em gọi cho giám đốc, thì giám đốc nói là sao? Thôi nộp phạt cho lặng. Không ai mà dám can thiệp vào. Cho nên nếu khi chúng ta uống rượu và chúng ta lái xe, là chúng ta trao cho họ thêm cái quyền đáng lý họ không có. Anh chị em hiểu không? Tại sao mình lại cho họ cái quyền mà đáng lý họ không có? Cho nên tôi nghĩ là nhờ cái tinh thần tuân thủ luật pháp của chúng ta mà cái mối tương quan giữa giáo hội và nhà nước mỗi ngày. Cảm ơn tất cả quý ông bà đã lắng nghe và cùng chia sẻ những thao thức mục vụ với tôi, người mục tử của giáo phận. Và bây giờ là đến cái lượt cái giờ chúc Tết. Bây giờ năm hết Tết đến rồi, tôi về đây đã gần được 2 năm, chỉ còn 2 tháng nữa là được 2 năm. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc vì được sống trong giáo phận Hải Phòng, được làm việc với quý cha, quý sinh, quý vị ở trong ban chánh trương, ban thần giáo và các đoàn thể. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã vì lòng yêu mến Chúa, yêu mến giáo hội mà đã hy sinh thời gian, có khi hy sinh luôn cả tiền bạc để cùng cộng tác với cha xứ, cộng tác với giáo phận để xây dựng cộng đoàn dân Chúa. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Và trong cái năm mới đến, xin Chúa ban cho tất cả quý vị nhiều ơn lành, nhất là cho con cái của quý vị. Khi quý vị hy sinh thời gian để lo cho giáo xứ, thì Chúa sẽ thay thế anh chị em để lo công việc ở tại gia đình, nhất là Ngài sẽ đồng hành và ban ơn cho con cháu của anh chị em được sống một năm tốt đẹp. Kính chúc quý ông bà và anh chị em một năm mới đầy tràn ơn Chúa, sức khỏe và đầy tràn niềm vui. Tôi xin chúc. Con xin cảm ơn cha những lời bình thường dành cho chúng con.